Xin chào các bạn. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa lịch sử các file đã mở trong Word. Thông thường á, khi các bạn chúng ta mở các file Word trong máy tính á thì nó sẽ lưu lại lịch sử. Để xem lịch sử các file mà các bạn chúng ta đã đã mở trong Word á thì các bạn chúng ta sẽ vào tab file này. Đó các bạn thấy không? Đây là lịch sử các file Word mà tôi đã mở. Nó sẽ hiển thị ở đây. Hoặc là các bạn chúng ta mở một file Word mới lên này. Tôi bấm vào đó, lúc này á nó sẽ lưu lại lịch sử các file mà các bạn đã mở trước đó. Nếu mà bạn sử dụng máy tính cá nhân á thì việc lưu lại lịch sử á nó không quan trọng lắm. Tuy nhiên á nếu mà các bạn chúng ta sử dụng máy tính chung với nhiều người khác á thì lúc này họ biết chúng ta đã mở những file nào và họ dễ dàng bật cái file mà bạn đã mở lên, giả sử như đây. Họ muốn bật cái file này lên này, họ chỉ cần bấm vào này. Đó, lúc này file Word nó sẽ được bật lên Thì việc này rất là bất tiện Họ dễ dàng bật cái file mà các bạn chúng ta đã mở trước đó Và họ cũng biết là những file nào mà chúng ta đã đã bật trước đó Rất là bất tiện Rồi bây giờ tôi sẽ tắt cái file Word này đi Nên trong video này Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa lịch sử các file Word đã mở trước đó Để tránh trường hợp cho người khác biết là chúng ta đã, đã mở file này Thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này các bạn vô tab file này Rồi đây là danh sách lịch sử Các file Word mà chúng ta đã mở Cách đầu tiên á là bạn có thể là ẩn các file này đi Bằng cách làm như sau Vô option Lúc này á một hộp thoại Word option nó xuất hiện Các bạn chọn vào tab advanced này Sau đó các bạn kéo xuống cái mục là display Đây Display đây Sau đó các bạn chúng ta để ở dòng là sub Zip, Number, Of Present, Document tức là nó sẽ lưu lại các file word đã mở gần đây á, đây là 50 file, ở đây tôi sẽ đặt là không này, tức là tôi không có lưu cái file nào mở gần đây, sau đó tôi bấm ok, rồi bây giờ các bạn thử mở file work mở lên, đó, mở file work mở lên, đó bạn thấy không? lúc này á nó không hiển thị lịch sử mà các bạn đã mở file work trước đó, nó ẩn đi hết rồi, tuy nhiên nha đây là chỉ ẩn tạm thời mà thôi Nếu mà người khác vào option này Họ vào tab van, Rồi sau đó họ kéo xuống Một là display này Họ gõ 50 qua trở lại á Ok Thì bây giờ họ vào tab file này Các danh sách Các file đã mở gần đây á Nó sẽ xuất hiện đó Như vậy là chúng ta chỉ có tạm ẩn đi thôi Chứ chúng ta chưa xóa được Vậy cách xóa làm sao Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn nè nếu muốn xóa lịch sử của một file Word mà bạn đã mở trước đó thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Giả sử như ở đây tôi muốn xóa lịch sử cái file này thì tôi sẽ ra chuột vào nó này, sau đó tôi sẽ bấm phải chuột. Và tôi chọn vào mục là remove from list này, tôi chọn. Đó. Thì lập tức cái file mà tôi đã mở trước đó nó sẽ bị xóa khỏi lịch sử. Để xem toàn bộ lịch sử các file Word mà bạn đã mở trước đó thì bạn chúng ta sẽ rê chuột ở góc dưới bên phải á các bạn chọn vào More Document này các bạn bấm vào đây là lịch sử toàn bộ các file Word mà tôi đã mở trước đó nếu mà tôi muốn xóa lịch sử file nào á tôi chỉ việc là bấm phải chuột vào nó và tôi chọn vào một là Remove from bit tôi chọn vào thì nó sẽ bị xóa còn nếu mà tôi muốn xóa toàn bộ lịch sử các file Word mà tôi đã mở trước đó Thì tôi sẽ làm như sau Giả sử như ở đây tôi muốn xóa toàn bộ Nhưng mà cái file này á là tôi không muốn xóa Tôi muốn giữ lại Thì tôi sẽ đánh dấu nó bằng cách là tôi rê chuột vào nó này Sau đó các bạn chúng ta để ở bên phải này Nó có cái kim như thế này Các bạn bấm vào để các bạn chúng ta đánh dấu Cách thứ hai các bạn chúng ta muốn đánh dấu một file này là các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó sau đó các bạn chọn là bin to list đó. Như vậy là tôi đã đánh dấu ba file, tức là cái ba file này á, tôi không muốn xóa lịch sử, tôi muốn giữ lại. Nên tôi đánh dấu. Còn tất cả các file này á, tôi muốn xóa thì tôi sẽ làm như sau này. Tôi bấm phải chuột vào một file này. Sau đó tôi sẽ ra chuột vào dòng cuối cùng, chọn là clear unbin tem Đó, tôi chọn vào. Bây giờ tôi chọn vào z thì các bạn thấy lúc này á toàn bộ lịch sử các file word tôi đã mở trước đó nó đã bị xóa nó chỉ giữ lại là ba file mà tôi đã đánh dấu trước đó đó chỉ giữ lại ba file này thôi còn nếu mà tôi muốn xóa tôi bấm phải chuột bây giờ tôi sẽ chọn là unpin from list đi tôi bỏ đánh dấu cái file này đi bây giờ tôi muốn xóa này bấm phải chuột vào nó remove tiếp theo tôi sẽ bỏ đánh dấu hai file này đi bấm phải chuột vào nó unpin from list tiếp theo, file trên. Unpin from this. Đó, như vậy là không có file nào. Tôi đánh dấu nữa. Bây giờ tôi muốn xóa toàn bộ á, bấm phải chuột vào một file bất kỳ. Sau đó chọn vào Clean Unpin item này. Chọn Z. Yes. Thì lúc này toàn bộ lịch sử các file trong work tôi đã mở trước đó nó sẽ bị xóa. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách xóa lịch sử các file work mà bạn đã mở trước đó. Nếu thấy video hay, hiệu ích á thì bạn chúng ta đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi